ai chân mặt đi nha, cái chân này mới nhanh được. Các bạn thấy tôi không có đi bằng cái gót chân nhé, coi nè, thấy chưa, đây mới nhanh được, đây mới nhanh được. Và địch thủ phá như mình đó, mình chỉ cần vậy là hết. Các bạn gì nhích vô nè, nếu mà nó nhanh đúng á là họ vừa đánh mình nhích rồi, là mình đánh rồi, mình đánh đánh phản đòn trong lúc mà mình đi vô. Tất cả cái bộ đá rất là quan trọng. Thế nào tôi cũng phải kiểm soát được đâu. Là lúc nào vậy? Tôi kiểm soát được đâu. Đó. Kiểm soát đá vậy đó. Thấy không? 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 Cái những cái động tác nhẹ nhàng thôi, cái sự chuyển động nhẹ nhàng thôi, nhưng mà đến nơi nó có lực, cái lực là nó tới nơi nó có ra lực, còn trước đó nó không có lực. Thấy thì mình từ đây nè là đánh luôn, hoặc trục hoặc là hút, vậy là đúng rồi, là đâu có đánh gì đâu, gặp chuyện cảm gì bình thường rồi, còn mình dây đó là sai, mình dây là mình thủ nó đánh rồi, mình thủ đánh mình lúc này là đây nè, là vô. Thật sự ông thấy là ông chưa biết tôi là